ghế rất chắc chắn các cụ nhá, vừa về 10 cái hết rồi. Cụ nào có nhu cầu thì đặt sớm nhá, 2 tuần nữa là có hàng. À, thân ghế bằng inox, ghế nặng 4,7 kg, chiều thu vào là 14, 14, 60, 80, nói chung là rất là gọn nhẹ, có đệm ở đầu nữa. Cái bàn này tháo ra được nhé, cái bàn này anh mình tháo được này. Đấy, này như các anh em xem luôn. Đấy, bà tháo ra ngồi như thế này không cực bền luôn. Đấy, đã được kiểm chứng 2 năm rồi nhá, rất là tốt, ai đặt thì báo nhá.